Lập Sutaki Roblox.com, shop bán app Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Sinh Tồn phiên bản 1.20. Trong thời gian rảnh thì mình có trùng tu lại cái khu vực này một tí á. Lúc trước thì cái phần bên này nè, nó rất là trống luôn. Thành thử ra là mình muốn cho nó có một chút cái cây màu hồng hồng đặc trưng của phiên bản mới này á. Cũng như là làm một vài cái con đường bé bé ở đây, để những cái khu vực gần đây nó trở nên liên kết hơn á. Và sau một khoảng thời gian mình đứng ở đây thì mình cũng để ý là những cái nhóc lạc đà và lừa hay có xu hướng là lên đây đứng hơn là qua bên này á. Mình nghĩ là chắc một phần là sợ bị xương gọng đâm hay sao á. Không thấy mấy em đi xuống dưới chơi tí nào cả. Ủa? Ôi giờ một khoảng. Từ từ. What? Lạc đà lại đi lạc nữa rồi. Ủa mình nhớ là mình rào lại đàng hoàng rồi mà ta. Sao có thể như vậy được nhờ? Ồ, ảo thật. Bởi vì nuôi mấy cái em chân dài này là phải kiểu như rào cho kỹ không thôi là em sẽ tẩu thoát được á. Thôi nha, ngoan nha, đứng trong này nha. Coi chừng anh đó. Anh lấy roi anh tét đít bây giờ. Cái em này là tẩu thoát mấy lần rồi đó. Rồi, ngoài khu vực này được mình chỉnh sửa thì... Ê, nhìn cái gì? Muốn ăn lắm đúng không? Cho em nhờ. Thôi, ăn rồi lại đẻ tùm lum nữa. Rồi mình sẽ bay qua bên chỗ farm Ngọc Lục Bảo cũng như là vật tổ trường sinh của mình một xíu. Tại vì bên đó cũng là một khu vực được mình thêm vào một thứ khá là tiện dụng luôn. Mỗi lần mình farm xong á, mình phải dọn rác các thứ đồ hơi lâu một tí. Thế nên là bây giờ mình làm ra một cái hệ thống kiểu như nó lọc đồ giúp mình á. Nó sẽ chia đồ ra từ redstone nè, rồi những cái đá phát sáng, cũng như là đường đồ các thứ. Đặc biệt vật tổ trường sinh đây, nó sẽ dồn vô cái rương này ha. Rất là tiện luôn. Ngọc Lục Bảo thì ở rương bên này. Và cái hệ thống này thì làm cũng không quá khó. Chỉ cần một ít cái hopper thôi là có thể làm ok la hết ha. Nhưng mà lúc mình farm thì mình phát hiện ra là mình rất là dễ gặp những cái cây nỏ có dòng nạp nhanh nha. Nè, hai cây nạp nhanh nè. Ê, mình ghép vô cây nỏ của mình là được nạp nhanh 3 nha. Vậy thì còn chần chờ gì nữa. Mình sẽ mang một cây về và nâng cấp cây nỏ của mình lên để cho nó nạp nhanh nhất có thể luôn. Ừ, sẵn tiện lấy thêm Ngọc Lục Bảo về cái đó. Lâu lâu qua đây dọn lần ha. Cũng kiếm được kha khá chứ. Rồi, đầu tiên là bay qua cái nhà enchant của mình trước. Chạy vào trong. Cho hai cây nỏ mình vô cái đe. Ui, tốn 15 cấp dữ vậy trời. Mắc nha. Thôi, đầu tư luôn. Để có một cây nỏ VIP nhất có thể. Còn Ngọc Lục Bảo thì mình sẽ cất vô cái rương trong nhà của mình. Sắp tới có khi mình lại cần tới á. Nén hết lại luôn. Được 56 khối. Thăm ngàn bữa giờ là cũng có chút chút gì đó làm của rồi đó các bạn ơi. Này, để dành ha. Xong những cái công việc trong thời gian giữa hai tập rồi. Giờ thì tới công việc ngày hôm nay nè. Bữa giờ mình lo khám phá, lo xây dựng, lo làm mấy farm đồ. Nhưng mà quên mất, mình có những cái người bạn ở những cái cánh rừng tre mà mình chưa có dẫn về á. Trời ơi, tự nhiên giờ mình thấy có lỗi ghê luôn. Để người ta ở bên đó mấy ngày liền. Thôi, nay để chuộc lỗi thì mình sẽ chủ động qua bên đó và dắt những người bạn đó về ha. Dây đâu ta? Dây buộc, đây. Sẽ lấy một ít cái dây buộc theo. Rồi, đi thẳng tới khu vực cánh rừng tre thôi. Và nói tới đây chắc nhiều bạn cũng đã đoán ra được đó là người bạn gì rồi ha. Ở đâu ta? Ở đây, đây. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được ẻm rồi. Rồi luôn rồi. Oh no. Con Ripper nó sàm sỡ gấu panda của mình rồi. Chưa, để mình chiến đấu với mấy cái con ở khu vực này cái đó. Đừng lại đây nha. Bắn pháo bông các người đó. Con nào nữa? Con này yếu nè. Đi chỗ khác. Bây giờ mình sẽ giải cứu ẻm. Bình tĩnh. Ok, một cái nữa. Rồi. Mày thế. Giật hết cả mình á. Ê, mà quên. Mình không thể dùng dây để dẫn gấu panda về được. Vậy thì leo lên thuyền lại cưng. Chịu khó đi chứ đây là cách duy nhất rồi.
mình sẽ băng qua hướng bên này ha. Tại bên đó có cái biển á, nên là sẽ dễ dàng vận chuyển em này về nhà mình thôi. Ôi, no. Oh, trước mặt có con Ripper nên là mình phải dừng lại. Ôi, thêm con xương này nữa. Ôi, đừng. Trời ơi, nó bắn gấu mình hoài luôn á. Sao mà gian nan dữ vậy? Rồi, ok. Ui, tí nữa mình phải cẩn thận hơn, mình đi ngủ trước mới được. Để đi buổi tối gì nguy hiểm quá. A few moments later. Kìa rồi. Em gấu panda còn lại. Đáp sữa một cái, lấy thêm một ít tre cho gấu ăn lấy sức đi. Rồi, ăn tre đi nhá. Mình thì dẫn gấu thôi. Ôi, làm gì đây? Ây, không được rồi. Mình phải đi xuống để chiến đấu với mấy con này thôi. Nó dám cản đường mình. Rồi, an toàn rồi, đi tiếp thôi. Yes. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Hai em gấu đang nhìn nhau kìa. Ưu tiên cho cái bé xuống trước ha. Ở đó đợi anh tí nha. Dẫn từng đứa thôi chứ bây giờ mình không có thể nào mà đèo cùng lúc hai đứa về được hết á. Đỡ một cái là cái chỗ mình á, nó rất là nhiều sông ngòi dẫn ra biển luôn. Đó. Và đây là một trong số đó rồi. Thành thử ra cái việc vận chuyển mấy cái nhóc này về á, nó cũng tương đối dễ thôi. Tạm thời thì mình sẽ để gấu panda ở khúc này đi. Chỗ này có vẻ còn trống nè. Rồi, cưng ngồi đây đợi anh tí nha. Mình sẽ qua bên kia dẫn nốt cái nhóc panda còn lại. Ui, may quá, em vẫn còn an toàn nè. Để em phải đợi lâu rồi. Cùng anh về nó ở mới thôi. Trời ơi, coi em nhìn cái cánh rừng kìa. Chắc em nhớ cánh rừng lắm á. Nhưng mà không sao, về đó thì mình sẽ tạo ra một cánh rừng mới cho hai em này sinh sống ha. Trời ơi, hai con Ripper chặn đường kìa. Trời ơi, nó cầm đinh ba nó chọi mình. Con này à, thì ra ngươi chọn cái chết. Vừa để mình lại mình chặt nó. Này thì sẽ chọi đinh ba. Trời ơi, nó chọi thẳng vô mặt mình mà. Con đó nó láo thật. Mình sẽ đưa gấu panda vô đây. Ê, khoan, từ. Lại gặp thích khách nữa rồi. Sao nhiều thích khách vậy? Có vẻ gấu panda là những cái em mà mình dẫn về bất ổn nhất luôn á. Gặp quá trời chuyện. Rồi ăn xíu dưỡng sức đi. Tí mình ra mình đưa em lên bờ sao. Dù sao thì gấu cũng khá là to ấy, nên là mình phải có một khu cũng đủ rộng để cho hai em này sinh sống ấy. Sau này còn sinh sản ra nhiều lứa panda kế tiếp nữa. Ôi, cái chỗ này nó có cái sông sẵn ấy nè. Ồ, hay là mình tận dụng khu này luôn ta. Chỉ cần lắp một ít cái chỗ không cần thiết như chỗ này lại. Ui trời, gà bị lọt hố rồi. Ui, tội nghiệp đấy. Giải cứu gà. Mình sẽ múc một cái xô nước ở đây. Đổ xuống. Rồi, tiến hành giải cứu gà thôi. Lên đi, cố lên. Cha vô, đúng rồi. Gà giỏi vậy. Ê, gớt. Tội nghiệp không. Qua đây. Cố lên. Không ổn rồi. Men theo dòng nước đi gà. Cố lên một xíu nữa. Hi. Đúng rồi. Một tí nữa. Hi. Đúng rồi. Trời ơi. Vẫn chưa được. Chắc mình phải đặt xô nước lại. Đặt ngay đây. Rồi giờ là gà leo lên được rồi nè. Cố lên. Rồi. Gà xong việc. Giải cứu gà thành công rồi á. Trời ơi, nay Lộc làm chuyện tốt rồi. Xíu chắc đi đào được vài stack kim cương á. Không qua đâu. Để mình lấy lầu nghề rồi chúng ta bắt đầu thực hiện cái ý tưởng luôn thôi. Cái xẻng này. Dọn cái phần này ra. Chỗ này không cần thiết nè. Sau đó lắp cái khe nứt á. Chứ không thôi hồi gà đi lọt xuống dưới. Và tệ hơn nữa là có thể là gấu panda của mình trong tương lai cũng có thể lọt xuống dưới á. Rất là nguy hiểm luôn. Nữa rồi đó. Lại đi lạc nữa rồi. Thiệt cái tình cái nhóc lạc đà này á. Mình có nên buộc em này lại luôn không nhờ? Chứ sơ hở cái là chuồn là hư lắm. Không được. Thôi em này tốt nhất mình để em vô trong cái trang trại mình luôn đi ha. Rồi. Trong đây giùm anh. Quá là lì. Và nãy giờ mình lắp thì mình cũng mở rộng thêm cái khu vực á. Tại vì cái phía cạnh mé sông nè, mình thấy nó kiểu bị hẹp quá. Mình muốn mở rộng ra đó một xíu để có thêm không gian cho gấu có thể chơi ở bên trong ấy. Chỗ này chừa lại đi. Lắp quá ngồi là nó mất tự nhiên ấy. Sau khi
kiểu như có được cái phần khung rồi. Bây giờ thì mình sẽ trang trí một xíu cho khu vực bên trong á. Vì đây là chỗ cho gấu panda, thế nên là mình sẽ xây một cái gì đó liên quan tới gấu panda một tí ha. Và cụ thể hơn thì mình sẽ xây một cái bức tượng hoặc là cái mô hình gấu panda, nhưng mà phiên bản kiểu như nhỏ nhỏ thôi, để đặt bên trong cái khu vườn đó. Nguyên vật liệu thì chắc mình sẽ sử dụng hai màu chính, đó chính là màu trắng với cả là màu đen, để cho giống gấu panda nhất có thể. Thích hợp nhất thì chắc là bê tông đen với cả là bê tông trắng á các bạn ơi. Công đoạn tiếp theo là làm cứng mấy cái bê tông này để chúng ta mang đi xây thôi. Có được vật liệu xây dựng thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm cái mô hình của gấu panda luôn á. Ui trời, hồi nãy mình cứu ẻm, bây giờ ẻm thưởng cho mình, ẻm trả ơn cho mình một cái trứng nè. Ok anh, cảm ơn nha. Trời ơi, cho anh, cho mình hẳn một cái trứng luôn mà. Cái chỗ gấu panda thì mình sẽ xây, nó sẽ hướng về cái dòng sông là chắc sẽ đẹp hơn nhờ. Cũng hợp lý. Quyết định vậy đi. Bây giờ mình sẽ xây cái phần mình của gấu panda trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ô đi. Đây chính là cái chiều ngang á. Còn chiều dài thì sẽ cỡ 10 ô. 1, ố 12 ô chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, đây chính là kích thước của mô hình gấu panda mà mình định xây nè. Ở vậy thì chắc sẽ thích hợp với cái khu vực này á. Kiểu chỗ này nó cũng không được to ấy. Ôi, nhưng mà khoan, gần gần cái phần đầu của gấu panda có một cái đường đen đúng không? Vậy thì mình sẽ cắt ra 1, 2, 3, 4. Mình sẽ làm một cái đường đen ở chỗ đó, để cho giống gấu panda ở phiên bản thực tế nhất có thể luôn. Rồi ướm qua mà xây thôi. Có được phần khung rồi. Giờ mình sẽ xây cao lên 8 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phía trên này thì cũng làm tương tự phần bên hông thôi, cũng cho nó trùng màu luôn ha. Xong cái mình rồi, mình sẽ làm tới cái mũi. Phần thân có vẻ là ổn rồi đó. Mình sẽ xây dư ra một xíu. Cái mũi gì thì có to quá không nhỉ? Không, chắc cũng sẽ ổn thôi. Chắc cũng vừa á. Nè, cái lỗ mũi em nè. Đó. Xong rồi tới cái phần phần mắt. Phần mắt là cái phần hơi khó nha. Ok, mình sẽ ướm thử một bên trước, coi có giống không. Ví dụ mà giống thì mình sẽ giữ nguyên, rồi xây qua cái phần kế bên thôi. Rồi nha, đây là cái phần đen ở mắt của em nè. Ui, chị thì mắt to quá. Bé bé gì đi. Như vậy thì có vẻ giống hơn á. Cái này mình chỉ cần thêm hai cái màu khác thôi là ok nè. Chẳng hạn như là coi cái mắt ẻm là màu gì ta, màu trắng với cả là màu xám đúng không. Mình sẽ dùng len xám đi. Len xám cho dễ. Rồi, màu trắng ở khúc này. Cái này là bằng màu đen luôn đi. Lại giống mắt của gấu nè. Nice. Như vậy thì mình sẽ áp dụng tương tự cho cái phần còn bên này không á. Nhưng mà còn thiếu cái gì đó. Thiếu cái phần lỗ tai của ẻm. Phần lỗ tai thì mình cần phải bay lên trên để dễ xây ha. Mình sẽ ướm chừng 1, 2, tầm cách ra 2 ô đi ha. Nhìn lại cái coi. Coi có giống tai gấu chưa. Giống được một phần à. Sau khi chỉnh một hồi thì mình nghĩ làm phần tai như vậy là ổn nhất rồi các bạn ạ. Nó sẽ cân đối với cái phần đầu á. Tới cái phần chân của gấu thì mình sẽ thử dùng màu xám thử ơi. Cái phần chân gấu có vẻ là dùng cái len xám không ổn rồi các bạn ơi. Phải dùng bê tông xám thôi. Thử lại nào. Đó. Nhìn nó ok la hơn liền. Rồi cái phần chân của gấu thì mình sẽ làm theo cái form là giống như gấu đang nằm vậy đó. Đây là một cái chân rồi ha. Khúc sau thêm một cái chân nữa. Nhìn góc nghiêng thử ơi. Coi giống gấu đang nằm không. Cũng khá là giống một cái bé gấu panda đang nằm ha. Được á. Tuy nhiên thì cái phần này thì nên để cho to một tí. Chỗ này cũng vậy. Rồi xong phim. Vậy là chúng ta đã xong phần chân. Tương tự cho cái hướng bên này thôi. Phía sau thì có thể là mình sẽ làm thêm cái đuôi cho ẻm. Cái đuôi hơi quắn quéo một xíu đi ha. Đầy đủ chi tiết nha. Phần mông của ẻm mình thấy có cái vệt đen đen á. Mình cũng sẽ cosplay cái vệt đen đó cho ẻm luôn. Đấy.
Vậy là mình đã xong được cái phần tượng của gấu panda đang nằm rồi. Mình làm vậy thì chắc cũng chỉ giống gấu thiệt cỡ 70-80% thôi. Nhưng mà ít ra nhìn sơ qua mình cũng biết được đây là gấu panda, cũng là rất là thành công rồi. Giờ thì tới việc là làm một cái khu vườn cho gấu lên bờ ở nè. Kích thước thì chắc mình sẽ bao bọc vòng như vậy, cặp mé xong ha, dài qua đó, vòng qua bên kia, sau mông của mô hình gấu panda. Một khoảng vườn mình thấy cũng tương đối rộng á. Ui trời hơi rộng rồi, vừa thôi. Phần rào cho khu vườn gấu panda thì mình sẽ tận dụng loại gỗ ở phiên bản mới này luôn, đó chính là gỗ hoa anh đào. Bữa giờ xài tre hơi nhiều á, nên là nay mình cũng muốn đổi vật liệu xây dựng một tí. Cạo vỏ cũng là một bước không thể thiếu trong cái hàng rào này. Mình đang tính cạo vỏ để nhìn cho nó mịn hơn á. Không biết có nên không ta? Giữa việc cạo vỏ và không cạo vỏ thì... có vẻ là... không cạo vỏ sẽ ok hơn ấy nhờ. cảm giác không cạo vỏ nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Vậy thôi mình sẽ không cạo vỏ ha. Rảnh thiệt chứ. Cuối cùng là mình sẽ rào lại thôi, để đảm bảo khu vực này sẽ cực kỳ an toàn vào trời tối ha. Nhìn từ trên cao xuống thì chỗ này có vẻ là khá lô kê la nha. Kiểu nó nổi bật lên bởi cái phần hơi tối màu của cái gỗ hoa anh đào ấy. Được được. Và không thể thiếu trong cái khu vườn gấu panda này, đó chính là những cái bụi tre. Nhưng mà trước tiên thì để mình cho gấu lên bờ trước rồi đã. Nãy giờ để em ngồi ở đây chắc cũng ê hết cả mông rồi đó. Rồi, một em, hai em, rồi lên bờ đi. Tội nghiệp không? Rồi, đợi anh tí nữa nha, anh đi lấy tre rồi anh qua đây anh trồng đi, cho mấy em có tre mà gặm nữa chứ. Vấn đề tre thì mình không bao giờ sợ thiếu đâu, bởi vì mình lúc nào cũng có nguyên một cái bụi tre rất là to ở phía sau nhà ấy. Chỉ cần ra chặt thôi là tha hồ cho gấu có tre mà ăn luôn. Trong người mình toàn là tre, ê. Mình sẽ trồng hết số tre này nữa. Thánh thần ơi, giờ không phải một em nữa, mà là hai em lạc đà đi ra ngoài rồi. Hình như là muốn quan bệnh ở sao chứ. Đi vô giùm anh coi. Ủa cái nhóc trong này đâu rồi? À đây đây, nhóc trong này anh Trọng à. Tưởng đâu đi luôn rồi chứ. Nhưng mà khoan, từ từ. Chỗ này còn nhiều khu vực trống lắm nha. Mình trồng tre hết vô thì nhìn nó kiểu hơi ngợp nghẹt á. Cái khoảng đất này mình còn có thể làm được hẳn một cái ngôi nhà đấy, nếu mình tiết kiệm được diện tích. Để mình ướm thử coi, coi đủ không. Chỗ này hay là bên đó ta? Chắc làm ngôi nhà bên này thì sẽ ok hơn nè. Cái phần đó là làm cái phần sân cho gấu chơi đi ha. Rồi, tạm thời cất tre vô đây đi. Mình... khoan. Từ từ. Oh my gosh. Trời ơi, hèn gì mình nghe. Hèn gì mình nghe tiếng zombie nó rên trỏng. Trời đất ơi, ôi gà, đừng, đừng. Em gà sợ quá, đẻ ra thêm một quả trứng rồi. Bó tay thiệt. Để mình dọn hết mấy cái con ở trong đó ha, cho nó thiệt sự là an toàn cái đó. Mình quên cắm đốt phía trong ấy. Clear chưa? Ui, vẫn còn. Ok, giờ thì chính thức quét sạch rồi đó. Ui, hơi bị đáng sợ nha. Cắm một cây đuốc bên trong này là chắc cú. Hình như là cái khu vực của mình nó chưa có cái ngôi nhà nào theo phong cách Nhật Bản thì phải. Mình sẽ thử xây một ngôi nhà phong cách Nhật Bản bằng cái gỗ hoa anh đào thử ha. Xem coi có ok la hay không. Đây cũng là lần đầu mình xây á, nên là chắc cũng sẽ có nhiều sơ sót đây. Nhà Nhật Bản thì kiểu nó hơi giống như nhà sàn vậy đó. Thế nên là mình sẽ đặt một cái block ở đây trước, hay là xích qua đây một tí. Xích qua thì mình sẽ đụng vô cái hàng rào á. Mình sẽ đặt ở đây đi. Rồi nha. Cách ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cách 9 đâu. Mình sẽ đặt thêm một cái trụ nữa. Rồi. Nói cái phần trụ này lại thì mình sẽ làm một cái phần sàn. Nó hở hở như vậy nè, để cho nó giống nhà sàn hơn ha. Ủa lộn, nhà Nhật Bản chứ. Nhầm. Làm mồi tỉnh nhà sàn luôn bây giờ. Cái trụ á mình sẽ xây cho nó cao lên, để tí mình còn làm cái giống như là cái cột để chống cái phần mái lên vậy á. Mình thấy thường thường mấy ngôi nhà Nhật Bản nó hay kiểu xây xây như vậy.
cửa 3x3 luôn. Chỉ cho nó bự. Xung quanh thì mình sẽ rào lại bằng những cái hàng rào này. Cái hành lang ở đây thì mình sẽ cách một ô ra là đẹp. Đó. Tương tự ở phía sau cũng sẽ cách một ô hành lang ra. Chính giữa cũng sẽ có thêm cột. Và phần trụ này thì mình sẽ cạo vỏ để cho nó có sự khác biệt giữa phía bên trong và phía ngoài của nhà. Phần tường thì mình sẽ ốp len vào. Có vẻ là nó hơi sặc sỡ hơn mình tưởng tượng á. Nhưng mà cứ làm trước đi, rồi xíu có gì mình chỉnh sửa là sao. Trước khi lập mái thì mình sẽ có thêm một cái phần viền ở bên ngoài. Nó sẽ dày cỡ 2 ô ha. Sau đó thì mình mới ốp cái phần viền mái vô. Như vậy thì nó sẽ làm nổi bật cái phần viền mái hơn. Đó, và thường thì cái mái nhà Nhật Bản mình thấy nó hơi cong cong lên như vậy nè. Đúng không ta? Ồ, nó đó, nó sẽ cong cong kiểu gì ha. Nhìn khá là nghệ luôn. Đó, xong cái phần viền dưới của cái mái là nhìn nó ra dáng nhà Nhật Bản phết rồi nè. Wow, chỉ có điều cái phần nhà mình thấy nó kiểu nó sặc sỡ sao á. Mặc dù nó nhỏ thôi nha, nhưng mà kiểu ngôi nhà này nó sẽ cực kỳ nổi ở cái khu vực này luôn á. Còn phần mái nhà thì mình sẽ lợp nó như bình thường thôi. Vẫn dùng những cái cầu thang đồ các thứ nói lại với nhau. Khi đó thì nó sẽ tạo ra được cái hình dạng mái kiểu như vậy. Ê. Vậy mới đúng chứ. Đó. Cái mái nhà nó sẽ như vậy ha. Tương tự cho cái phần mặt sau của ngôi nhà luôn. Phía trên này thì mình có thể lắp vào những cái len để cho nó đồng bộ với cái phần tường mà mình xây ở phía dưới. Ôi hay là lắp tre vô, ốp tre vô nhờ. Cũng là một ý kiến hay á. Thử lắp vào coi, coi có ra ngô ra khoai gì không. Ồ. Nó lại hay phết nhờ. Ê được á các bạn ơi. Không tới nỗi tệ. Ồ. Hay phết. Kiểu như nó. Ê. Nhưng mà sao lại có mấy tên cướp ở đây đây? What the hell? Sợ thế. Trong đó cũng khá là hài hòa á. Chỉnh sửa hồi trời sáng luôn rồi. Nhưng mà ít ra mình cũng đã xong được cái ngôi nhà Nhật Bản đầu tiên rồi ha. Cái này thì tuy nó không quá to thôi, nhưng mà bên trong thì mình thấy nó cũng khá là ấm cúng á nha. Đó, đầy đủ nội thất mà mình có thể tận dụng trong thời gian sắp tới. Và xem như đây là ngôi nhà mới luôn á. Cũng ok. Rồi, giờ thì tới công đoạn là trồng tre nè. Nãy giờ lo xây nhà không à, quên việc trồng tre cho giống cái cánh rừng của gấu panda nữa. Chia ra mà trồng thôi á, chứ không có trồng nhúm chùm lại. Như vậy thì sẽ hơi rối. Mình nghĩ là bên đây sẽ có một hàng tre nè. Đó, kiểu như một cái đội tre vậy á. Sau đó thì mình sẽ cắt một cái khu qua bên đây, mình lại trồng tiếp một cái chỗ tre giống như vậy nữa. Gấu panda ra ngoài đi. Một hồi tre nó bự lên là không có đi ra được đâu á. Ui cái gì. Oh wow. Thương nhân dân làng. Hello. Trời trời, mới xây thôi đã có khách tới tham quan rồi các bạn ơi. Khách này còn dẫn theo lạc đà nữa. Trời đất ơi. Vị khách đầu tiên á. Ở phiên bản mới này có cái tấm biển treo á. Mình có thể tận dụng nó làm cái cầu cũng ok la lắm á nha. Thử coi. Mình sẽ đặt cho nó. Đó đó, nó ngang như vậy là ok. Cái họa tiết của nó trông cũng hay phết. Đấy. Cái này giống như là cái tay vịn của cái cầu vậy á. Bước cuối cùng cho cái công đoạn làm nơi ở cho gấu là mình sẽ lấy thẻ tên. Đây, mình còn 5 thẻ nè. Mình sẽ lấy ra 2 thẻ thôi ha. Mình đặt tên cho gấu á. Bé Ủn. Còn bé thứ hai là bé Ỉn á. Ủn Ỉn. Rồi, cặp tên này mình thấy cũng khá là đáng yêu á. Nên là lại gần và đặt tên cho em thôi. Ủn ở đây nha. Để xíu anh dẫn Ỉn qua cho hai đứa ăn che chung với nhau. Hi, bắt cua. Rồi, tới bé Ỉn nè. Lại kia với Ủn nào. Nãy giờ ở đây không biết làm gì nữa. Cắm hoa. Trời ơi. Rồi, lấy tre. Đi theo anh cơ. Qua bên kia nha. Khi mà hai đứa đam mê ăn tre gặp nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tên tên. Ôi. Trời. Con này. Trời ơi. Mình đang coi Ủn Ỉn sinh con á, thì con Phan Tôm nó ám sát à. Nguy hiểm thật chứ. Và đây chính là con của Ủn và Ỉn nè. Trời ơi kháo khỉnh ghê á. Hồi nãy mới nhào lộn kìa. Hy vọng là gia đình Ủn Ỉn sẽ thích nơi ở mới này á. Công việc của mình ở cái khu vực này cũng đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ tập trung vào những công việc tiếp theo trong ngày hôm nay ha. Còn nhiều việc cần phải làm lắm. Hồi nãy giờ thì mình cũng có làm được một cái chuyện tốt á. Đó chính là giải cứu cái bé gà. Thế nên là bây giờ mình sẽ thử vận may coi mình có may mắn hơn không. Khi mà mình đi mai á.
Ở nhà thì mình cũng không có nhiều kim cương lắm, chỉ có 50 mấy viên thôi à. Mà sắp tới thì dự định của mình là sẽ cần chắc cũng hơi bộn kim cương á. Thế nên là hôm nay mình sẽ có một chuyến đi mai thật là bùng nổ ha. Xách ba lô và đi thôi. Coi. Ê, hay là mình tìm thêm thành phố cổ xưa nhỉ. Hôm bữa mình đi khám phá mình cũng gặp thêm vài cái bê ôm deep dark á. Chắc thử xem coi nó có cái thành phố cổ xưa không. Tại vì vẫn còn một cái mẫu rèn cực kỳ hiếm ở trong thành phố cổ xưa mà mình chưa có tìm được á nha. Wow. Gần cái chỗ máy pha mình có một cái khe nứt nè. Nhưng mà nó không sâu lắm. Nó khá là nông á. Nhưng mà biết đâu. Sao ở đây lại có đất vậy? What? Mình sẽ lấy nỏ và bắn mấy con đó. Xong chưa? Ok, clear. Ê, nhưng mà nó còn kế bên một cái spawner nữa. Hay à. Giang hồ. Nhỏ mới nhỏ xíu mà mày đặt làm giang hồ à. Nó dám đi ăn hiếp người mặc full giáp netherite. Con đó nó liều. Đọc cái spawner luôn. Trong này thì có giáp ngựa, sách bảo vệ khỏi vụ nổ, có một vài cái thạch anh tím đã có thể thu hoạch rồi nè. Mình sẽ thu hoạch nó, mang về ha. Giống như làm chiến lợi phẩm vậy á. Đất sét. Vậy là gần đây nó có một cái hang động tươi tốt nè. Thường là vậy. Chuẩn luôn. Tới nè. Một cái hang tươi tốt. Có dẫn sâu hơn không? Ui đường cục rồi. Tiếc vậy. Ê, nhưng mà hướng này mình nghe tiếng tiếng mực phát sáng. Wow. Cũng hay. Tính ra có mực phát sáng trong những cái hang này thì nó dẫn mình tới cái hang cùng à. Nhưng mà dưới này thì lại có một cái hang khác. Còn có khu mỏ nữa. Trời ơi, sao nhiều thứ mới trong một chỗ quá vậy. Kiểu càng đi nó càng mở ra nhiều thứ mới nữa. Ảo thật đấy. Wow. Một cái hang siêu to khổng lồ và rất là nhiều quái ở dưới kìa. Khu mỏ này bự phết. Nhưng mà nó lại dẫn mình đi lên nha, chứ không phải là đi sâu hơn nữa. Bên đây vẫn còn nữa nè. Ê, quên, mình chưa có mặt cánh cứng vô. Có kim cương luôn. Đây là quặng kim cương đầu tiên ở trong cái chuyến đi tìm kim cương lần này. Để xem mình sẽ có được bao nhiêu viên kim cương nha. 4 viên. Không quá tệ. Nhiều khả năng là phía dưới kia sẽ có thêm kim cương á. Nhưng mà cứ từ từ, mình đi xuống dưới cũng không có muộn ha. Khu mỏ này còn to quá nè. Ê, lại là kim cương kìa. Ê, còn có Ancelot nữa. Ây, nhân phẩm cao nha. Cái này có vẻ là nhiều hơn một bạn rồi. Để xem được mấy viên. Được 5 viên. Các bạn coi creeper kìa. Trời đất ơi, nó quay. Này, nữa nè. Ui thiệt. Cái khu mỏ này kiểu nó bị dầu ấy. Nhưng mà nó cũng nhiều zombie nữa. Thôi kệ đi. Lần này được 3 viên. Mình nhá nó mà xong nó không bắn mình à. Trời ơi, né cái nhẹ này. Rồi, ok. Ở trên ở trên này thì mình đã khám phá xong khu mỏ rồi. Nhưng thực sự có một điều rất là đáng tiếc là khu vực này tuy bự á, nhưng mà nó không hề có kim cương luôn. Hồi nãy mình có nhìn sơ qua ấy. Khúc này thì nó hơi khuất nè. Thế nên là mình phải chích kỹ lại. Nhiều khi nó nằm ở trong mấy cái kẹt á. Mình không nhìn tìm kỹ là không có thấy đâu. Này, thấy chưa. Biết ngay mà. Rồi, có thêm không? Ở đây, hay được 2 quặng. Thế thôi. Kinh nghiệm của mình khi đi mai những cái hang như vậy là vậy á. Check càng kỹ càng tốt ha. Không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào hết. Rồi, cái ngách này nó hơi hẹp nè. Vẫn phải đi. Đó. Ủa? Cái lá hả? Mình tưởng... Không có thôi vậy. Quê sệ. What? Nó nằm ngay trên đầu mình luôn á. Đó. Tính ra cũng hên. Mình trở ngược lại mới tìm được cái quặng kim cương này. Ảo thật ấy. Lúc đi không thấy mà lúc về thì lại thấy. Như vậy là mình đã lướt sơ qua được cái hang Chà Bá Lửa nữa rồi. Nói chung thì kim cương nó chỉ có tầm 23 viên thôi ha. Cho một cái hang bự như vậy. Nói chung là cũng hơi ít á. Hôm bữa mình đi long nhong thôi mà còn kiếm được 30 mấy viên. Nhưng mà thôi,
có còn đỡ hơn không ha. Ấy. Ui, quên nữa ta. Ở phía trên đầu. Đúng rồi. Nãy giờ mình check ở phía dưới không mà mình không check ở phía trên đầu. Đâu ta? Đây. Ngay phía bên này của mình. Một quãng. Ồ, mình rỉa được thêm quãng. Ờ hé. Rồi. Để ý trên đầu luôn nha. Hồi nãy giờ lo nhìn ở dưới không à. Ý. Các bạn ơi. Mình tìm thấy mèo rừng. Ồ. Em này là hàng hiếm nha. Em vẫn đang FA. Chắc là đang đi tìm bạn đời hay sao á. Ồ, nghi nghĩa đây coi còn mèo nào khác không. Giúp em đi. Nhưng mà có vẻ gần đây hết rồi. Có mình em à. Wow. Ôi. Rồi thêm một cái hang nữa. Wow. Lại là hang tươi tốt. Rồi có thêm mấy cái thạch nhũ nữa nha. Ê, cẩn thận. Rồi. Từ từ. Nó đâm vô cái mông mình. Là nghỉ ngủ thiệt luôn á. Ui. What? Nó còn dẫn mình tới thành phố cổ xưa. Danny. Áo thật đi. Ui sao mà đỡ được. Từ từ. Mình thấy một cái rương ở đây rồi. Mình sẽ ưu tiên cái rương này trước. Rồi. Wow. Bất ngờ chưa. Lút cái rương. Hơi nghèo. Giờ mình có cánh cứng rồi, mình hết sợ rồi. Vật tổ trường sinh cũng có. Lút rương xong rồi chạy thôi. Không gì phải sợ hết. Ôi. Bên đây. Quá trời sách luôn. Đập luôn cái rương đi cho chắc cú. Ok. Qua đành sắp xuất hiện rồi. Đập cục này kịp không ta. Tí chắc mình phải lấy cây. Rồi ok. Tí mình sẽ lấy thêm cây cuốc ra ngoài mới được. Để đập cái này nhanh hơn á. Ui qua đành xuất hiện rồi. Chạy thôi. Được thêm cái mẫu rèn là cũng ok la. Nhưng mà hơi tiếc là cái mẫu rèn này nó bị trùng ha. Chứ không phải là cái mẫu rèn hiếm nhất mà mình đang tìm ấy. Khởi đầu như vậy là cũng rất là ok la rồi. Giờ thì đợi cho con qua đành này nó biến mất đi. Rồi mình sẽ tiếp tục đi loot những cái rương ở xung quanh. Ê nhưng mà hình như nó đang đánh hơi mình hay sao ta. Giống như là đánh hơi được mình luôn á. Phải không vậy? Nó hửi kìa. Ai. Người mà đánh hơi ta là ta bắn rồi đó. Ta có súng á. Đừng giỡn mặt ngang. Ủa nó đánh hơi con dơi. Rồi xác định con dơi rồi. Dơi quá là báo luôn á. Nó sắp tung trưởng rồi. Đổ. Tự nhiên cái rén ngang trời. Vật tổ trường sinh đâu. Mình cần vật tổ trường sinh. Ok. Hết rén rồi. Ok. Sau khi con qua đành kia biến mất thì bây giờ mình sẽ trở lại đây. Lút cái rương trước. Ui dù. Không có thêm đồ ngon. Nữa hả? Chưa xuống. Chưa xuống mà nó đã xuất hiện rồi. Mình sẽ tìm cách đáp lên để mình lút cái rương này trước. Mặc kệ sự xuất hiện của những con qua đành đi. Hay chết tao bạn em chán luôn. Phía kia vẫn còn một cái rương. Và một cái rương đằng này. Ôi còn có kim cương nữa cơ. Mình có cánh cứng nên là cái việc bay qua cũng không quá khó đâu. Ê. Thì nó đang chạy lại mình cơ. Úi xời. Liêu. Chưởng hụt. Ta sẽ lút rương của ngươi nè. Ý. Ôi dạ. Nó tới sao vậy. Ý. Ui. Oh no. What? Ui nó phát hiện ra mình á. Ui. Khoan. Kim cương. Đi chạy qua đạn mà cũng gặp kim cương nữa. Ngon. Đỡ sợ hơn hẳn luôn. Ok. Lần này mình đã trở lại. Và chắc chắn sẽ lợi hại hơn hồi nãy. Cái rương này đập đi. Để đỡ bị nhầm lẫn. Rồi. Ui cái rương này cũng hơi nghèo á. Ở dưới vẫn còn cái rương cơ. Xuống luôn. Ngại gì vết bẩn. Tiếp tục là táo vàng. Enchant luôn nha. Qua đành hả. Quýnh nó không được. Không được thì chạy. Đây có phải là một cái rương mới không? Ồ, nó là rương mới á nhưng mà nó vẫn không có đồ ngon. Ui, kim cương nữa. Wow. Lút xong đây rồi mình lên chảnh đào kim cương sao? Cúc hà. Ui trời.
Quá bèo. Rồi, hai quặng sẽ cho mình hai viên. Nó dí mình. Ôi trời, kim cương. Lẹ. Nó đang dưới chân mình hay sao á? Đúng rồi, nó đang ngay dưới chân mình. Ui dồi. Ui, nó chở mình qua đây để mình đào kim cương hay sao á? Đào luôn. Đào kim cương trước. Ui, nữa nè. Đi né qua đền nhưng mà toàn gặp kim cương thôi các bạn ơi. Tính ra đi né qua đền đôi lúc cũng có mấy cái lợi ha. Hết rồi. Gần như là không còn cái rương mới nữa hết á. Vậy là chính thức mình đã clear hết mấy cái rương xung quanh cái thành phố rồi. Trong này thì mấy lần mình vô thì mình không có thấy những cái rương ha. Nên là chắc mình cũng không có cần phải đi vô khám phá đâu. Để mình mở lại công tắc coi. Đi tới. Đó, mình chỉ cần đi tới thôi là nó sẽ tự mở cho mình ha. Rồi, đi vô thôi. Vô đây để tránh qua đành. Nhưng mà mình nghĩ cũng không an toàn đâu. Tại vì qua đành nó trưởng xuyên tường được á. Được cái trong này nó có bít tông dính nè. Mình lấy về, có gì mình dùng nữa. Nói chung thì cái chuyến đi này mình thấy cũng tương đối là thành công rồi đó. Bởi vì mình cũng có kim cương để mang về. Và cụ thể hơn là cỡ một stack kim cương ha. Ủa đâu rồi, bên này mới đúng. Kèm theo là một cái mẫu rèn kiểu lộ thiên. Kiểu này thì mình đã có rồi á, nên là hơi tiếc một xíu. Nó không phải là cái mẫu rèn hiếm nhất. Ôi, nhưng mà mình để ý là có cái quyển sách bảo vệ khỏi sát thương khi rơi nè. Hồi nãy mình lướt được trong cái thành phố á. Hay là bây giờ mình ép nó vô cái đôi ủng của mình đi. Để cho cái đôi ủng của mình á, mỗi lần mình rơi xuống nó sẽ đỡ bị mất máu hơn á. Cái dòng này rất là cần thiết trong chế độ sinh tồn của mình luôn. Cấp độ 4 luôn nha. Và sắp tới thì mình lại có thêm một khu vực để định cư. Đó chính là cái ngôi nhà phong cách Nhật Bản này. Nhỏ nhỏ nhưng mà được cái ấm cúng ha. Ngoài ra thì gia đình gấu panda ổn ỉn. Mình sẽ từ từ cho có nhiều thành viên hơn. Nhất định luôn á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình sinh tồn ở thế giới 1.20 này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.